Vâng, em Thắng, chuyên âm thanh Vãn Nhật lại xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em Thắng lại phối ghép một bộ cấu hình để các bác nghe nhạc trong gia đình. Hôm nay em ghép một đôi loa của hãng JBL đến từ Mỹ và một con âm ly thì lì server cũng đến từ Nhật. Thì tất cả hai món đồ này thì đẹp xuất sắc. Xin giới thiệu các bác, sau đây em cũng đưa máy lại gần để giới thiệu các bác đôi loa JBL đến từ Mỹ này thì có cấu hình thì nhất là hoàn hảo đẹp. Đôi này là đôi dòng loa kiểm âm của hãng JBL Sub Monitor, có model nhà 4425. Đôi này thì có hai lì receiver, một con bát 30 cm. Đôi này thì các bác nghe được rất nhiều dòng nhạc. Bát thì da rất là sâu lắng và êm ái. Và một con trung chép kèn tai voi đem về thì cực kỳ hoàn hảo. Và có hai vi tinh chỉnh ở đằng trước, giải mít và giải tép. Và hai lỗ thông hơi. Đôi này cấu hình thì sở hữu con bát 30 gân màng giấy gân sóng, còn sở hữu gân mút, hai lỗ thông hơi đằng trước, thì em về thùng gỗ lạ còn cực kỳ là đẹp, cực kỳ là hoàn hảo. Và đôi này thì em cũng báo kích thước cho các bác để các bác bày biện trong cái kệ trong gia đình nhà các bác. Đôi này có chiều cao là 64 phân, còn chiều sâu là 38 phân, chiều ngang là 41 phân. Đôi này em về từ thùng quách gỗ lạ còn cực kỳ đẹp các bác. Và đôi này thì trở kháng là 8 ohm và có công suất là 200W cho một thân thùng. Và độ nhạy thì 91 dB. Đôi này em về thì còn nguyên bản từ thùng quách la căng. Đây em cũng đưa máy sang chiếc bên phải để các bác nhìn. Thùng gỗ lạng còn nhất đẹp. Và sở hữu cọc loa vẫn còn zin nguyên bản cho các bác. Và tiếp theo thì em cũng giới thiệu luôn con âm ly thì em vừa về xong. Con âm ly này thì chạy đa cầu điện, các bác sở hữu cầu điện nào cũng được. Điện 100V, 117V, 220V và 240V. Và con âm ly này thì dòng này thì dòng receiver đài AM FM giải tần lên đến 108 kHz. Các bác thích nghe đài các bác cũng bật sang đài các bác nghe. Và con âm ly này đem về còn nhất là hoàn hảo, mặt mũi không lông mèo lông chuột, vỏ zin sắt chi vàng 7 màu. Con này là con Sansui G8000 các bác nhé. Thường thường các bác hay gọi là cung điện về đêm này chơi hay bày đẹp. Và con này thì có size nhất là to đấy các bác nhé. Cái size của nó tận là, để em lấy thước em đo. Con này có size tận 56, ngang là 56, còn sâu nhà cả núm núp là tận 44-45, còn cao nhà 20 cm. Thì con này em về thì cực kỳ đẹp xuất sắc. Rồi em đưa máy lại gần cho các bác nhìn, không lông mèo lông chuột. Đầy đủ cổng ăn chơi cho các bác. Đây có hai cầu loa, cầu A và cầu B. Và đây là bát, mít, tép. Và con này có cả khóa trẻ em. Đây các bác khóa cái này lên thì trẻ em vô tình nó vặn lên thì cái này nó hãm lại cái volume to nhỏ. Còn đây là lau ớt. Đây là
cooler đây, các bác dò đài các bác bật cái nút này và có 4 đồng hồ gu đây. AM FM đầy đủ. Con này em về còn cực kỳ đẹp các bác nhé. Sắt xi vàng 7 màu. Con này thì chạy 8 sò sắt. Và đa cầu điện. Và có công suất nhà 560W. Em đưa máy lại sát để cho các bác nhìn. Con này thì đánh được rất nhiều dòng loa. Loa Mỹ, loa Nhật, loa nói chung là đánh được rất nhiều dòng loa, công suất rất là khủng. Và vỏ zin, tất cả bao zin bao xịn tuyệt đối cho các bác. Còn cực kỳ đẹp. Đây các lốm núp vẫn còn trắng bốp về các bác này. Và sau đây thì em cũng báo giá luôn cho các bác. Dư đôi loa của hãng JBL, đôi loa kiểm âm của monitor này có model là 4425. Em thắng đừng bán với cái giá là 30.500.000. Và tiếp theo là quan âm ly. Dư quan âm ly là dòng này là thuộc về dòng siêu tầm rồi. Mặt mũi không lông mèo lông chuột. Không lông mèo lông chuột. Có công suất rất là lớn, các bác cũng chơi được rất nhiều dòng loa. Con này là con Sansui G8000 của hãng Sansui sản xuất ra, cực kỳ là đẹp, thuộc dòng các bác chơi hay bày đẹp. Thường thường các bác hay gọi là cung điện về đêm ấy, còn rất đẹp. Đây em để điện sáng các bác, mà để điện tối thêm một tí nữa thì sáng nhất là rực rỡ. Thì em thắng đừng bán với cái giá nhà 59.500.000 con âm ly Sansui G8000, bao zin bao xịn tuyệt đối cho các bác. Và địa chỉ của em thắng thì ở phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Em có số điện thoại nhà 0904393488, và số điện thoại em thì luôn luôn để trên màn hình. Các bác ở gần thì cứ đến trực tiếp ở cửa hàng em các bác xem, em sẽ mở nội thất ngoại thất cho các bác xem và các bác test thử. Các bác nào ở xa thì cũng như thường lệ cứ kết bạn Zalo với em, số Zalo em để luôn trên màn hình thì em sẽ quay cận cảnh chi tiết từng món đồ, em gửi hình ảnh và video cho các bác. Và sau đây thì em cũng xin cảm ơn các bác. Các bác nào mà xem được video của em thì nhấn ủng hộ cho em vào nút đăng ký, nhấn vào quả chuông dưới màn hình để hàng ngày em có những cái món đồ nghe nhạc, như món đồ nghe nhạc gia đình, như những cái món đồ karaoke trong gia đình thì em lại quay lên để các bác tham khảo. Và sau đây thì em cũng kết thúc luôn video. Các bác hẹn gặp lại các bác những cái video tiếp theo. Em xin cảm ơn các bác.